Sáng đó thì tôi làm 8 giờ hoặc 8 giờ 5 tôi tới sở, ít khi mà trễ hơn. Hồi trước người ta lấy tay mà, có gia đình không, mình viết thơ thăm con, thăm cháu, ở đó. Viết xong mình có bổn phận quên hết. Làm gì ai cũng mong kiếm tiền, nhưng mà tôi thì cái việc đó nó không quan trọng lắm. Với đôi bàn tay này, ông Ngộ đã viết nên hàng triệu bức thư vượt không gian và thời gian. Quanh năm ngày tháng, ông Ngộ đều ngồi ở góc bàn này với tập thư dày, chiếc kính lúp và những cuốn từ điển. Chẳng phải vì cuộc sống mưu sinh, ông Ngộ luôn ngồi đây, nhìn người qua lại, nói chuyện với khách du lịch, hoặc thỉnh thoảng có người nhờ ông dịch giúp một bức thư từ tiếng Việt sang tiếng Anh, tiếng Pháp. Thế đời tôi gắn bó như bưu điện gần hết đời. Ráng đi làm. Nghĩa là hồi giấc mới đó là 29 năm rồi. 1990 đó, tôi hưu trí đó, có hai ba người giấc mới lãnh đạo kêu tôi ra phụ với họ. Bởi vì chỗ đó là không có cho người ngoài làm. Người ta sợ làm cái gì vậy bả bưu điện ăn tiếng. Thành ra phải người của bưu điện mới cho làm. Thì tôi làm. Bây giờ mấy ông chết hết rồi còn mình tôi à. Nhiều khi nhiều khách lắm. Đó nhờ viết bộ thơ cũng có. Còn khách ngoại quốc nhờ viết bưu thiếp. Thu nhập đó thì cũng khá lắm. Một ngày khoảng trăm mấy thì dư xài rồi. Cái đó là họ cho chứ luôn. Tôi không dám đòi hỏi là bởi vì làm không để bưu điện mang tiếng. Thu nhập chỉ hơn 100 ngàn mỗi ngày. Nhưng với ông Ngộ, đó là một khoản tiền dư giả để ông chi tiêu hàng ngày. Bởi những người ở tuổi thất thập cổ lai hy như ông, chuyện tiền nong vốn đã không còn quan trọng. Ký ức về những cánh thư tay, hoạt động của bưu điện, sự đổi thay của thành phố, tất cả được sắp xếp liền mạch bằng một trí nhớ tuyệt vời. Đúng 12 giờ là tôi đi ăn. Đi ăn đó thì tôi ăn mấy quán gần gần đó. Khi nào mặn, mưa hay là không đi được đó, thì tôi xuống căng tin. Bưu điện có căng tin cho nhân viên, tôi cũng vô đó ăn được nữa. Nhưng ngặt có cái là căng tin họ không quan tiền của tôi thành ngại. Mà cái hồi mà tôi mới thi vô bưu điện đó, thì người ta có dạy đếm tiền đó. Đếm tiền phải cẩn thận, phải giữ uy tín, mà phải đếm hai góc khác nhau. Phải đếm ít nhất hai lần, mà hai góc khác nhau. Bây giờ mình đếm của mình cũng đếm hai góc khác nhau, để nó có không bị dính. Chi tiêu thì ở nhà tôi nhờ gái tôi hết rau. Tôi nghĩ là tôi còn phụ chút đỉnh thôi. Thì bây giờ tôi làm nó dư xài nữa. Nhưng mà con tôi nó lo ăn nó uống cho tôi. Tôi chỉ phụ với nó thôi. 89 tuổi, ông Ngộ vẫn cần mẫn đạp xe từ nhà đến bưu điện và từ bưu điện về nhà mỗi ngày. Đâu đó trong ông, tuổi tác không xóa đi sự minh mẫn. Tiền bạc cũng không thể khiến tình yêu của ông với bưu điện thành phố với những cánh thư giảm đi chút nào. Bây giờ đó, cái niềm vui của tôi là trời cho còn khỏe mạnh, còn đi làm được để phụng sự xã hội. Phải nói rằng tiền là một chuyện khác, còn phụng sự xã hội là chuyện khác. Đường thì đó, đi viết trong cửa đường.